bảo vệ thiên nhiên bằng nguồn nguyên liệu tái tạo và thay thế. Hãy gọi 1-800-1515 để mua ống kén đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng. Tập đoàn Hoa Sen là thương hiệu quốc gia và là công ty tăng trưởng toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Xin kính chào quý vị và các bạn. Kế tiếp sau miền Bắc, từ chiều và đêm qua, các tỉnh Bắc miền Trung cũng đã có mưa vừa, có điểm mưa to đến rất to với lượng từ 37 cho tới 88mm như là tại huyện A Lưới của tỉnh Thừa Thiên Huế hay là thị xã Thái Hòa của tỉnh Nghệ An. Trong chiều nay thì khả năng rãnh thấp sẽ vẫn còn gây mưa rải rác cho khu vực từ Nghệ An trở vào đến Thừa Thiên Huế. Lượng mưa sẽ không lớn như đêm qua nhưng bà con vẫn nên cảnh giác với các hiện tượng như là tố lốc, mưa đá hay là cả gió giật mạnh. Khu vực khác cũng có mưa dông trong chiều nay là Tây Nguyên và Nam Bộ. Ngay lúc này thì những khối mây dông trên vùng biển ven bờ đang di chuyển dần vào đất liền từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau, Kiên Giang và khả năng đến chiều nó sẽ gây mưa cho các khu vực kể trên và có khả năng lan ra các khu vực lân cận. Đến chiều tối thì mưa sẽ tăng lên ở diện rộng, có nơi mưa vừa mưa to kèm theo cảnh báo về gió giật và lốc xoáy. Với Bắc Bộ thì thời tiết đã chuyển nắng từ sớm làm cho nhiệt độ tăng nhanh. Dự báo mức nhiệt chiều nay ở thủ đô Hà Nội và hầu khắp các thành phố ở phía đông sẽ trong khoảng là từ 30 cho tới 33 độ. Chỉ riêng các thành phố ở Tây Bắc Bộ là trời nhiều mây và không nơi nào vượt quá 30 độ. Về thời tiết biển thì mưa dông sẽ tiếp diễn trên hầu khắp các vùng biển cả nước, bao gồm hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, các đảo Thổ Chu, Phú Quốc. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Cuối bản tin như thường lệ sẽ là phần dự báo cho các vùng trên cả nước trong chiều và tối nay.